Hello tất cả mọi người, hôm nay thì mình cũng chỉ làm video vui thôi. Hôm nay mình đi cắt tóc và giao xâm cho khách, đăng ký xâm cho khách. Kiểm tra bóng, lấy bóng, báo số. Ok thì đây là đã đến chỗ bạn ấy rồi, mình điện bạn ấy xuống đấy. Quang à, anh ở cái cửa nhà này. Hả? Anh nhà uống nước. Anh ấy luôn, anh đóng vào cho em hai hộp ấy, bởi vì củ nó to. Đóng rồi đem hai hộp luôn rồi vì sợ em đóng một hộp nó gãy. Thường thường anh đóng một hộp nhưng mà phải khách về đúng không? Khách về thì đóng hai hộp nặng tí nhưng mà nó đỡ gãy. Trong này cứ để trong hành lý mang về được. Bỏ trong tủ lạnh, bây giờ bỏ trong tủ lạnh. Hôm nay mang về. Hôm nào em về? Hôm nay kia về, hôm nay sẽ đóng bỏ vào luôn rồi đúng không? Mấy giờ đi lên hôm nay? 10 giờ sáng em đi từ đêm rồi. Đi từ đêm lên rồi. Thế chiều mai đóng vào đi. Chiều mai đóng vào đi. Tiền này sau anh bắn cái tài khoản đấy. Thế thì em sẽ tài khoản đấy. Ừ. Em về thôi, anh đi cắt tóc. Anh đang quay về đó. Ok. Ok em. Ok bây giờ mình đi cắt tóc nhé. Trời ơi. Thì nhé bây giờ một tay thì cầm camera, một tay thì cầm. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái quán cắt tóc giá rẻ. Cắt tóc giá rẻ thôi, tụi này đéo có tiền đâu. Ông đi. Đấy là cái xe siêu xe của mình đấy. Đéo có hề vãn luôn. Đấy thì có tóc kéo này đấy. Mình tự cắt. Đây là bạn cắt tóc. Bây giờ đã cắt xong và sẽ gội đầu. Mình thích cái khoản này.
đồ xong, bây giờ sẽ sấy. Mình đã cắt tóc xong và bây giờ mình sẽ tìm một thứ mà các bạn nên tìm. Đây, các bạn đến tiệm cắt tóc ở bên Hàn thì nên uống một cốc nước. Các bạn biết tại sao không? Tại vì uống vào nó đỡ khát nước. Đi xem nhé. Đấy. Sao mình ra sau khi cắt tóc xong thì mình thấy nó rất là sạch sẽ. Mình sẽ về nhà. Mình sẽ về nhà để đóng hàng cho khách. Xem nào. Các bạn xem video của mình mà thấy hợp lý thì cũng được thì chốt cho mình một subscribe nhé, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bye bye.